Good evening, everybody. So today we're going to talk about class. John Lady Chia Chong Day Khmer Mật Ong. John practice speaking Khmer Mật Ong. John, John Ban Rien and Bisan Ten. I can also send Ten Mu Yung mean subject and predicate. But if you get a subject and a verb, you ban Rien and Bisan subject and predicate, but I'm going to be complement. Bạn này thật chính nào, rồi bởi chí adjective, nó càng cao predicate. Mẹn tên tới dùng mẹn biên tập complement này, dùng mẹn là biên mập hết để dùng hạ thả modifier. Cao bì noun hay là adjective, bởi chí adverb. Chúng adverb nó ngay cứ chí modifier. Bởi tập mắt dùng bàn cho tới sentence. Chúng sentence dùng mẹn buồn, dùng mẹn simple sentence, compound, complex, and compound, complex. Simple sentence and compound complex ai dễ bàn thả bộ dưỡng dụng hỏi ai trả bàn the complex sentence and compound complex sentence và hai chiếc một tuần cho bác chẳng dừng hãy để đồng bây dụng bị complex and compound complex sentence bàn cứ tôi tự dưỡng score với tới đại hạt clause để sao the complex and compound complex cứ trở bà và phê clause bị bây dụng khả cứ independent clause hay là dependent clause sentence nào đã biến dependent clause in the khả năng cứ viên là khai từ chiếc complex sentence năng ai chắc chương viên có phê clause B để mình independent clause để chương hạt IC hay là dependent clause để chương hạt BC chương independent clause cứ chương ở riêng tế của thả hạt ấy independent clause mình lấy xe mà năng sentence chương viên xe mà năng sentence năng ai mình sắp chí mình verb mình lấy bình lệnh để chương hạt complete idea năng rồi it can stand alone as a sentence mà nơi vì cho ta ai thua chiếc sentence bàn mong tại dependent clause thường chẳng hạt bàn này tôi chỉ viên miền sắp chỉ miền vừa cả đói việc thôi đôi independent clause hạt bàn thế việc ai khai chỉ sentence tại anh bàn thế mù là hai cứ để xa ta viết tay để chấp đám đói subordinator chẳng hạt bàn dừng ai hai dependent clause thà subordinator clause chỉ sắp chỉ and verb tại vì miền subordinator bắt đầu chẳng dừng miền dependent clause bằng màn tập hết dừng miền bày dùng mình noun clause, attitude clause, and adverb clause. Bây bộ phê nó cứ sắp ta chỉ dependent clause để mình subject mình verb. Tại tại để chấp đoán đó là subordinator. Chẳng hãy bạn thuở ở bộ viên nó ọt mình lấy bình lệnh tì. Chẳng hãy nó dùng mà chấp đoán noun clause muốn noun clause. Dùng nó mà dây ta ấy ta noun clause. Hay vì thuở cài kia là con sentence. Hay vì mình bảo mạng bộ phê. Chẳng noun clause chỉ dependent clause. Hay dùng chạy noun clause chỉ bày that clause, W adverb clause, and if whether clause. Chẳng noun clause đổi noun. Vì để dùng pronoun noun trong sentence noun ai chỉ subject, ai chỉ object, ai chỉ object or preposition. Chẳng mà xin chỉ noun thuê ấy bán, cứ noun clause nó ngay vì thuê anh nâng. Chẳng mà noun thuê chỉ subject bán, noun clause đang mù nó gọi đã thuê chỉ subject bán này. Mà xin chỉ noun clause nó chỉ object, noun chỉ object bán, chẳng noun clause nó gọi đã thuê chỉ object bán này trong sentence. Vụ thì hỏi tìm mùi bao nhiêu ní? Whatever you do will be significant, but it is very important that you do it. Whatever you do, nó cứ chỉ noun clause cái nhé. Hay khả năng sentence này cứ viết chỉ subject thêm mà đồng năng, chỉ subject cho bỏ sentence năng. That you do it, cứ chỉ noun clause, để chấp đạo đó sẽ bỏ đến nơi that. Hay viết chỉ object, nó khả năng sentence mỗi năng. Chắc là lấy dưới châu tầm mơ, bộ phết thêm mà đồng. Chẳng chẳng chạy viết chỉ bây bộ phết. Chỉ chạy viết chỉ that clause. W adverb clause hay nên if whether clause bạn này thay chỉ noun clause để chấp đam đối biệt đáng bảo mạng nâng chẳng that clause bạn này thay noun clause để chấp đam đối subordinator that chẳng vì ai dừng ai pra that nâng đối bảo đam noun clause hay đào tù dự subject cho object như chẳng tờ W adverb clause bạn này thay noun clause để chấp đam đối W adverb hay đào tôi chỉ subject rồi bây giờ object như chẳng tới đối khi này chúng mình if whether nó bây giờ dùng pra cứ dùng pra chúng nói yes no question ưu tiên họ I want to know if you want to go with me dùng pra if whether clause nó cứ dùng trong số thang I want to know do you want to go with me và ta dùng ở trong dạy chẳng dùng pra noun dùng clause ở đâu à yes no question ở tới chia noun clause để chấp đam được if rồi go whether nên đây viết cứ yes no question năng ai chúng ta một example của ground trên tiếng Anh cứ chỉ noun clause để đào tôi chỉ subject what John and his friend did
You see, what John and his friend did was very surprising for all of us. Chứng what John and his friend did nó cứ chỉ mặt đúng, nó cứ chỉ non clause tại mặt đó, là dân hay ta WH clause. Chỉ non clause của phép, đây chấp đam đôi WH word. Chứng dân ai bà chán, ưu thị hòa mình chán. If we will be successful, if we will be successful depends on many things. Xem lúc này mình thì will we be successful? When there is no question, tại dương trong pra chỉ if clause sẽ được về the clause bên. Ở khai thì chỉ subject trong mặt đông, cứ chỉ subject trong mặt đông. That John burned all his books. Đại tha John bạn đọc sắp hơi rồi bỏ qua tầng ổn nâng was not expected. Cứ mình là cái nâng xe mạng đó thì. Chẳng đi cứ chỉ non clause tạng bay bộ phết đã đạt tôi chỉ thì subject. Chúng cho nên ai hẹn đạo nên tôi tập ổn khí nằm về tục an phía cáo để dùng mình ổn thì hỏi chờ nè, ai dùng ta an luôn này. Chính như ai cho tư khẳng cáo, từ mưa ta nằm khó đạo tôi chỉ ổn chơi dần mạch. Chẳng lì. I know that the student work very hard. Chẳng I know, I subject, know chỉ predicate, vì khởi ní máu that the student work very hard ấy cứ chỉ ổn chơi dần. Nhưng ai thật chỉ direct object of the sentence. I know the student work very hard. Chẳng không cản này nâng à. Noun clause chẳng hạn chỉ tôi tới bên cái prachur dương ai sẵn cái khơi ta cái lục đa chào nó không cảm thấy nâng ấy. I know the student work very hard. Trong gì thật I know that the student work very hard. Không cảm thấy nâng that ai đọ trên bàn của vị trí cho bạn á. Chẳng vì ai thật đem khăn ông question form của ai đây nè. Chẳng chào mùi mùi tiết cứ dependent clause nó vì mẹ nơi thật không positive sentence này. Negative sentence, question sentence cứ nơi bàn đó. Nó dựng ai đạo vị trù. Vì nó khai tới chơi complex sentence này. Chắc sentence này là dựng an cả lòng mà bảo mãn. Cứ sắp ta complex sentence nữa. Nếu bây giờ sentence mỗi miền dependent clause. Mình thả bảo phết nó non clause, adjective clause, adverb clause. Sentence này cũng chơi complex sentence này. Ok, chẳng kết thập bản năng ai là mồm. Vì dựng ai an và thay mở cửa luôn ai tiết. Dựng mình ủ tiêu hò chỉ ra nó không hẹn đạo đi. Ai an tới chơi ủ tiêu hò chẳng. Chúng non clause ở bài vô thế non clause mà đông nó cứ việc đào tôi chỉ sắp chứ chỉ object này không sẽ đối chỉ non chẳng chẳng cầu bị mưa này hái dương ai thua exercise mùi á cho nó tập luyện cho tập tăng cầu chẳng thank you for today everybody see you tomorrow.